Rất cảm ơn khán thính giả đến với chương trình bình luận thời sự của Vicao TV phát sóng trên hệ thống 57.13 và Galaxy 19 toàn nước Mỹ và Canada. Riêng Bắc California khán thính giả vào xem trong channel 16.2 và khán thính giả cũng có thể vào YouTube để xem chương trình này. Hôm nay là chương trình ngày thứ năm 20 tháng 6 2019. Hôm qua chào nhà báo Quy. Vâng, kính chào tái ngộ cùng quý khán giả đài truyền hình Vicon. Kính chào giáo sư Trần Minh Trinh. Vâng, kính thưa anh Vi Quy, thưa khán thính giả. Mở đầu chúng ta nói một bình luận một cái sự kiện nó rất là quan trọng, đó là ông Donald Trump đã điện thoại nói chuyện với ông Tập Cẩm Bình, mở ra một cái khởi động mới cho cái chuyện đàm phán về chiến tranh thương mại, và đầu tiên là gặp nhau ở cái bên lề cái diễn đàn G20 ở tại Osaka, Nhật Bản. Chúng ta thấy là sau cái chuyện đình đại ở ngày tháng 5 vào cái phiên đàm phán thứ 11 thì ông Trump đổ lỗi cho Bắc Kinh. Bắc Kinh nói đổ lỗi ngược cho lại thì sau đó nó đông lạnh tới giờ này. Trước đó 1-2 tuần thì ông Trump luôn luôn nhắc đi nhắc lại cái lời hăm dọa là sẽ đánh thuế 300 tỷ tiếp nếu mà gặp ông Tập Cẩm Bình ở G20 mà nó không đạt được. Thì về phía ông Tập Cẩm Bình, ông đưa ra một cái chính sách là không ý kiến, là nín luôn, không khai phát biểu ý kiến gì cho tới giờ này. Ông Trump thấy không có phản hồi, ông Trump làm thêm một cái đề nghị nữa, nói rằng là cái G20 mà nếu ông Tập không tới thì là chúng tôi sẽ đến tiếp. Ông Tập Cẩm Bình cũng không trả lời trả vốn gì, nín luôn. Ông Trump lại đưa ra một số cái offer rất là tốt lành, là chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề bà Mạch Giảng Chi Vinh Hoa nó nhẹ nhàng trong cái vấn đề thương lượng. Trung Quốc cũng không trả lời. Rồi mới đây nói là chúng tôi không có chúng tôi gia hạn 2 năm không phạt cái Huawei vào nước Mỹ. Chúng tôi gia hạn 1 năm không có truy tố Trung Quốc về cái vấn đề là ăn cắp sở hữu trí tuệ. Trung Quốc cũng không lên tiếng gì. Thì sao đùng một cái khi được tin ông Tập Cẩm Bình đi Bắc Hàn lần đầu tiên để nói chuyện gì đó với ông Kim Jong-un, chủ tịch Bắc Hàn, thì cái chuyện gì xảy ra không biết, nhưng mà ông Donald Trump thấy cái chuyện đó không lành cho mình, tức là không tốt cho mình. Bất cứ cái chuyện gì mà ông Tập Cẩm Bình nói với ông Kim Jong-un đều là không tốt cho nước Mỹ, không cho ông Trump cả. Do đó ông Trump mới đánh liều cái là bóc điện thoại gọi cho ông Tập Cẩm Bình. Dĩ nhiên là phải có hai bên sắp xếp cho mình mới nghe máy. Và khi gọi xong rồi thì ông nói ông rất là thích thú. Ông luôn luôn ông nói là tuyệt vời, bữa nói chuyện tuyệt vời. Nói rằng là chúng tôi nói chuyện với ông Tập Cẩm Bình hẹn là chúng tôi sẽ gặp nhau ở bên lề G20. Đó là cái tin của cái hãng Bloomberg. Nhưng mà tới giờ này thì phía ông Tập Cẩm Bình cũng không có phản hồi rằng là có một cuộc điện đàm đó hay không, và có trả lời đồng ý với ông Trump là chúng tôi sẽ gặp nhau không. Nhưng mà chúng tôi thấy đó là một cái phản ứng mà rất là tiêu cực của Trung Quốc, nhưng mà nó mang cái tính tích cực đối với cái kết quả này. Và ông Trump bắt buộc phải bắt cái điện thoại gọi. Chúng tôi thấy kết luận cái điều này, mình thấy ông Trump rõ ràng là rất là bồn chồn, rất là muốn để mà giải quyết cái vấn đề này. Nói theo cái nghĩa dân gian là mồi chài, thì người ta muốn ai đó người ta mồi chài, tức là người ta rải mồi xuống để ra lấy chài, người ta bắt cái đó cho được, mồi chài cái đó. Vậy thì cái điều đó rõ ràng là ông rất là bồn chồn, biểu lộ một cái tính lo sợ của ông về cái chuẩn bị cho bầu cử 2020. Thưa anh Quý Quý. Vâng. Trong cái suốt thời gian mà gọi là băng đông lạnh giữa ông Tập Cận Bình với lại Tổng thống Donald Trump, thì người ta thấy rằng là đối với ông Tập Cận Bình, ông Donald Trump thì hết cái lời đe dọa này đến cái lời đe dọa khác về cái vấn đề sẽ tăng áp suất thuế lên tất cả hàng hóa của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhưng mà trong khi ông Tập Cận Bình thì không có đối kháng lại, không có tính một cái giải pháp trả đũa nào hết, có lẽ cũng hết cái cách trả đũa rồi. Nhưng mà ông Tập Cận Bình thì lại rất là chuyên tâm vào cái vấn đề gọi là cuộc trường chinh kháng chiến. Và như vậy
ông ấy không trả lời trong tất cả những cái hoạt động náo động của Tổng thống Donald Trump, thì có lẽ cũng tức là một cái cách trả lời là chúng tôi đang thực hiện cái chương trình kháng chiến. Và vì thế cho đến cho đến giờ phút này, như giáo sư Chi vừa mới trình bày cho chúng ta biết đó, thì ngay cả khi Tổng thống Donald Trump đã thông báo rằng là có gặp gỡ nói chuyện qua điện thoại với ông Tập Cận Bình và hai bên đã có thể thỏa thuận gặp gỡ nhau ở trong cái hội nghị G20 ở Osaka, Nhật Bản, nhưng mà bên phía Trung Cộng đó thì cũng không thấy cải chính, không thấy xác định và cũng không thấy đề cập một cái gì trên báo chí của họ. Thì chúng tôi thấy rằng là ở đây cái bước như thế này là sở dĩ mà đúng như là giáo sư Chi có nói là ông Donald Trump quả thật là nóng lòng lắm. Mà tại sao ông nóng lòng? Là vì vấn đề là ông ấy sắp tuyên bố ra tranh cử và sắp mở màn cái màn tranh cử, cái chiến dịch tranh cử của mình. Và vì thế cho nên ông phải muốn dứt khoát là phải dứt khoát, ít nhất là phải giải quyết được một trong những cái vấn đề mà khúc mắc hiện tại bây giờ đối với lại Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Và chính ông Tập Cận Bình có lẽ cũng biết vì thế mà cho nên ông cứ giằng tay vậy. Đừng đưa của các bạn thôi. Ông áp dụng cái chiến thuật của Việt Nam hồi xưa, nhà quê đi chọc gái người ta gọi là mày đẹp trai đâu có bằng thằng kia nó chai mặt. Thưa bây giờ chúng ta qua một cái tin khác là vừa rồi thì rất là vui, có một cái tin vui đối với Việt Nam là ông Bộ trưởng Ngoại giao của Philippines trong một cái bài diễn văn để mà kỷ niệm cái ngày mà thực hiện cái hiệp ước quốc tế về biển UNCLOS, thì ông có đề cập đến vấn đề rất là ơn nghĩa đất nước Philippines cũng như là chính phủ Philippines và người dân Philippines, là đặc biệt là 22 người ngư dân được cứu thoát đó, thì muôn đời nhớ ơn đến Việt Nam, tức là nhớ ơn đến những người ngư dân Việt Nam đã cứu trợ khi mà cái tàu của 22 ngư dân này bị tàu của Trung Quốc đâm chìm và bỏ mặc không có cứu vớt. Thì thưa quý khán giả, thì ông nói lên cái vấn đề đó, và trong cái bản diễn văn của ông thì ông cũng nhắc nhở rằng là tất cả những cái thành viên ở trong đã ký kết vào trong cái hiệp định UNCLOS là xin thực hiện cái nhiệm vụ của mình là thấy sự bất bằng ở giữa biển mà không thể nào tha được, tức là không thể nhắm mắt mà làm ngơ bỏ đi. Trong khi đó là một cái hiện trạng của các tàu Trung Quốc đã việc cái đó, mà nhất là Trung Quốc là một cái nước đã ký kết vào trong cái bản hiệp định về biển UNCLOS đó. Thì ông lên tiếng kêu gọi tất cả các quốc gia đó và Liên Hiệp Quốc cũng nên lên tiếng về vấn đề này. Cái điểm lạ mà chúng ta cũng nhìn thấy trong cái việc này là, thứ nhất là tại sao Bộ Ngoại giao của Philippines không có gửi công hàm cảm ơn đến Bộ Ngoại giao Việt Nam. Mà đặc biệt là bây giờ thì ông nói rằng là chúng tôi là Bộ Ngoại giao của Philippines đại diện cho 22 ngư dân thoát chết đã được Việt Nam cứu. Thì tại sao lại không có gửi một cái công hàm nào? Mà cái thứ hai nữa, ngược lại chúng ta thấy rằng là mặc dầu cái thuyền này thì bây giờ đã được xác định là của ông Ngô Văn Thèng, 54 tuổi, ở thị xã Gò Công, Tiền Giang. Tức là xác định được rõ ràng rồi. Mà tại sao mà chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng không lên tiếng gì về cái vụ này hết? Thì nhất là trong lúc này thì Việt Nam lại vừa mới được có một cái ủy viên và chính thức trong Hội đồng Bảo an không thường trực mà của Liên Hiệp Quốc. Thì chúng ta đây là chúng ta có thể đặt một cái dấu hỏi, thưa giáo sư. Tức là cái phát biểu này của ông đại sứ đó nói ở trong cái diễn đàn Liên Hiệp Quốc, nó cũng không phải một cái chính thức để mà gửi cái thơ như đã nói. Nghĩa là đối với Việt Nam họ nói cái điều đó, họ không nói chính thức. Thì mình thấy là khi gửi công hàm mới chính thức. Ví dụ như là anh lên tiếng anh nói gì đối với Việt Nam, nhưng mà anh phải mời Việt Nam tới anh cảnh cáo hoặc là anh cảm ơn, anh đưa công hàm, thì cái đó mới có giá trị ngoại giao. Còn anh nói cái này là quýnh bổng bỏ, không có giá trị, đá không cần có vô gôn. Thở dĩ mà ông Philippines ông nói cái điều đó là thì nói để bãi bôi mà thôi. Bởi vì trong cái Philippines đó thì chính ông Bộ trưởng Ngoại giao của Philippines nói rằng chúng tôi không có ý nhờ quốc tế can thiệp vào cái này. Nói để file cái complaint chứ không có nói để mà yêu cầu gửi cái thơ để yêu cầu can thiệp. Thì cái chuyện đó
Liên Hiệp Quốc không có quẩn mà nghe cái đó để tới can thiệp, anh phải có một cái thơ tới thì người ta mới can thiệp. Đã. Cái thứ hai là ông Tổng thống Philippines là ông Duterte, ông nói đi nói lại đây là một cái sự tai nạn đụng chứ không phải Trung Quốc cố tình đụng. Trong khi đó bà phó tổng thống của Philippines thì lên tiếng tố cáo là Trung Quốc đã động tàu. Như vậy thì mình thấy rằng là giữa Việt Nam và Trung Quốc có một cái khoảng cách về vấn đề đối sách với Bắc Kinh rõ ràng lắm. Việt Nam là cái quốc gia đi sâu vào vấn đề là đối với Bắc Kinh là phải dứt khoát. Anh có thể mạnh yếu gì đó nhưng mà cái lập trường anh là dứt khoát. Còn Trung Quốc á, đối với Philippines, Philippines là cái anh muốn làm thế nào để tạo cái cảm tình với Philippines, với Trung Quốc, để ký với Trung Quốc về cái vấn đề hợp tác chiến lược toàn diện mà Trung Quốc làm lơ không thấy. Vì cái anh này anh xin làm tay sai, anh xin làm tò lọt cho chúng tôi mà anh dở quá cho nên chúng tôi không chấp nhận. Giống như là khi hai bên đánh nhau, một cái thằng tướng bên kia mà nó qua nó xin đầu hàng mình mà nó giỏi thì mình mới chấp nhận, chứ nó là dở quá thì mình không có chấp nhận nó là một cái thằng để mình chiêu đãi. Do đó chúng ta thấy dưới cái mắt của ông Tập Cẩm Bình, ông đi tập đôi tẹt ti là một cái người không có giá trị lợi dụng, ông không có khả năng. Khi người ta theo mình đó, người ta phải có khả năng. Hoặc là người ta chống mình thì người ta có khả năng thì họ mới sợ. Đối với Việt Cộng thì họ chống Trung Quốc là Trung Quốc sợ, là tại sao? Tại vì họ có nắm tay với Mỹ. Và trong cái quá khứ họ đã từng đánh Mỹ từ cái thời nhà Hán tức Đông Ngô tới cái thời kỳ Bạch Đằng, nhiều cái thời kỳ Việt Nam đánh Trung Quốc te tua. Vì thế cho nên họ mới có một cái chuyện sợ. Thành ra trở lại cái vấn đề, cái phát biểu của ông đại sứ ở Liên Hợp Quốc nó mang cái tính là tuyên truyền nhiều hơn chúng tôi nghĩ như vậy. Thưa anh Huy, cảm ơn khán giả, chúng tôi tái ngộ vào phần 2.